trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333, Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Lipto Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, mỗi một tuần chúng ta có một chủ đề nói đến đời sống liên hệ đến vấn đề tử vi và số mệnh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về dương trạch và âm trạch. Kính thưa quý vị, người xưa thường nói rằng sống gửi thác về. Và có những câu như là sống có nhà mà thác thì có mộ. Sống gửi thác về, chúng ta sống tạm trên thế gian này mà thôi. Sự thật tất cả chúng ta đều phải ra đi. Nhưng khi chúng ta sống, chúng ta hiểu cách sống một cách tròn vẹn bởi những yếu tố âm dương ngũ hành, chúng ta sẽ có một đời sống sống gửi tròn vẹn. Nhưng khi chúng ta ra đi, chúng ta phải hiểu được số mệnh của mình đến ngày, tháng, năm, giờ dựa vào lá số tử vi để biết khoảng thời gian chúng ta sẽ ra đi. Chúng ta có những sửa soạn và có những người cẩn trọng hơn, người ta coi về vấn đề chết chôn như thế nào. Tất cả chúng ta đều phải ra đi. Có những người hỏi rằng là khi tôi chết tôi đi về đâu? Trong các câu hỏi đó, thường thường thấy trong những lần giảng kinh, kinh Phật thì có một số Phật tử đã hỏi các vị tỳ kheo về cái sự chết, thì các ngài đều trả lời rằng chúng ta sống ở trên thế gian này như thế nào, chúng ta sinh hoạt như thế nào, và khi chết chúng ta sẽ về thế giới giống như thế, tức là có sự tương đồng. Nếu chúng ta làm ác, chúng ta sẽ đọa địa ngục. Nếu chúng ta ăn ở cái phước lành thì chúng ta sẽ trở về với thế giới ở những nơi phước lành. Có một số người cầu đạo hỏi Lục Tổ Huệ Năng rằng xin ngài cho biết rằng sau khi tôi chết tôi đi về đâu, thì Lục Tổ Huệ Năng mới trả lời rằng là ta chưa chết làm sao biết được thế giới bên kia như thế nào. Thì kính thưa quý vị, quả thật như vậy, chỉ khi chúng ta chết thì chúng ta mới có thể biết được thế giới bên kia như thế nào. Nhưng với sự tìm tòi học hỏi và trí tuệ, chúng ta có thể nghe được những người âm, người đã chết rồi, vào mượn xác của người trần gian để mà kể lại về thế giới bên kia nó như thế nào. Ngoài Hà Nội, tỉnh Hải Dương có một người, một cô đồng, cô tên là cô Đồng Sinh, thì cô là người hiện nay rất là giỏi về cái môn gọi hồn, và những người chết về ta kể rõ ràng tên của người chết là gì, và cha mẹ, con cái gồm mấy đứa, đứa nào tên gì, nhà đang có chuyện gì tốt xấu, để cái giường ở đâu, tủ lạnh ở đâu, người ta đều kể phanh phách rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng là chung quanh thế giới chúng ta có một cái thế giới, một loài chúng sinh mà có thể nhìn thấy, nghe được chúng ta mà chúng ta không thể nghe được, biết được họ. Và ngay trong Kinh Phật cũng giảng giải như thế. Kính thưa quý vị, điều này chứng tỏ rằng có một cái thế giới bên kia mà chúng ta không nhận thức được. Thế thì trong chủ đề dương trạch và âm trạch là chúng ta sẽ nói về sự sinh hoạt của chúng ta ở trên thế gian này. Sự sống của chúng ta, 1/3 thời giờ của đời người, chúng ta đều phải về nhà để mà ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống. Thì cái sự tác dụng của dương trạch sẽ có sự tác dụng ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và sau khi chết thì chúng ta sẽ đi về một cái cõi thích hợp với cái sự sinh hoạt của chúng ta trên thế gian này. Tuy nhiên, trong môn âm trạch có cái phần tầm long, điểm huyệt, lập hướng, phân kim, chọn những cái đất tốt để cho con cháu phát phúc sau này. Đó là phần âm trạch. Trong đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ trình bày phần 1, phần 2 nói về dương trạch, và phần 3, phần 4 là phần kết luận, chúng ta sẽ nói về âm trạch. Và kính thưa quý vị, tôi xin phép tạm ngưng nơi đây
chúng ta sẽ nói tiếp về phần dương trạch trong phần thứ hai. Và bây giờ bắt đầu vào phần giảng giải lá số tử vi số mệnh. Kính thưa quý vị, những người gọi vào xin phép quý vị ghi vào xuống tờ giấy năm, tháng, ngày, giờ, dương lịch và giờ sinh của mình. Có nhiều người nghĩ rằng mình đã nhớ rồi, nhưng khi điện thoại reo lên thì bỗng dưng không nhớ, là cái chập chờn ráng nhớ ra cái ngày tháng. Thì như vậy khiến cho cái người mà nhận được cái tin tức đó, người ta cảm thấy không an toàn, không an tâm, sợ sẽ lầm ngày tháng giờ, cho nên người ta sẽ không có một cái sự chuẩn xác để mà xem số. Xin quý vị ghi xuống đó rõ năm tháng ngày giờ sinh dương lịch, quý vị sẽ được biết số mệnh của quý vị, căn mệnh của quý vị, định mệnh của quý vị. Chúng ta sống trên thế gian này, người đó sẽ có cái công việc gì, cái chức năng gì, cái ảnh hưởng gì, được sinh ra để làm những công việc tốt làm, tốt đẹp, hay là để chịu những cái hậu quả xấu xa. Xin quý vị ghi nhớ dùm. Và đây là phần gọi người thứ nhất. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, xin chào giáo sư. Dạ, Nam Mạng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1963, lúc 9 giờ tối. Rất tốt. Ngày 26 tháng 10 năm 1963, lúc 10 giờ đêm. 9 giờ đêm. Dạ, Nam Mạng. Như vậy là người này giờ Tuất. Tôi xin phép trình bày lá số tử vi của người này như sau. Như kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là cái người vừa gọi vào đã cho rất rất rõ ràng năm tháng ngày giờ sinh, một cái chính xác như thế thì ra lá số rất rõ ràng như sau đây. Thứ nhất, đây là một người nam có cái sao tham lam ngộ kỵ, cư mệnh cung, và cái tam hợp đó là sát phá tham ngộ kỵ. Đây là một người đàn ông mà một người đàn ông phải nói rằng là có cái tính tham sống, tham tình cảm, tham sự nghiệp, tham vào trần gian, có sự sống lớn, nhưng bởi vì mệnh có cái triệt mà thân phá quân, thành tựu ra là cái có lúc trời cho, có lúc trời lấy, và cuối cuộc đời cho biết trước rằng là vì phá quân đi với hoa lộc ngộ quốc ấn, cho nên là một cuộc đời mà làm ra nhiều rồi mất hết, làm ra nhiều rồi lại mất hết. Người này chỉ được duy nhất một điều tốt, đó là tuy rằng là mình như thế nhưng lấy được một người vợ có dương lương, có thiên khôi thiên việt thái tuế về. Đây là người vợ có tính thật thà, sáng suốt, rõ ràng và có cái trung thành với người bạn đời của mình và đi theo người bạn đời của mình để phù trợ chứ không phải làm hãm. Và người này tính đến đây năm nay đã 54 tuổi, là bước vào đại vận thiên cơ ngộ thiên mã, là cái người mà phải thay đổi rất là nhiều về cái công ăn việc làm, về cái sự tiến thân của mình sẽ đi đây đi đó rất là nhiều, bởi vì có thiên mã thiên cơ ngộ thiên hình phá toái là cái cách mà sẽ làm việc tạo cái cơ nghiệp, cái cơ sự thay đổi nhiều, nhưng mà là trong giai đoạn thành công. Người này sẽ thành công về cuối đời. Sơ lược số mệnh là như vậy. Quý vị gọi vào xin ghi dùm cái năm tháng ngày giờ sinh rõ ràng thì quý vị sẽ được trả lời lá số tử vi rất là rõ ràng. Và đặc biệt lá số này năm nay là sẽ có nhiều cái sự đổi thay, bởi vì người này đang vào cái chỗ mà gọi là phá quân của hóa lộc, là tiền bạc một đời nó sóng gió, nó không có được êm đềm nhẹ nhàng như người khác, tích lũy tiền bạc tuần tự. Người này có những cái sinh hoạt, những cái cuộc sống lúc nào cũng đầy những cái căng thẳng, tham sống, tham tình yêu, tham sự nghiệp, tham vào trần gian, tham sinh hoạt và gặp nhiều cái sóng gió vô cùng. Tiền bạc người này đến tay trái qua tay phải, là cái người biết ăn, biết xài, biết sử dụng, biết sống, là một người tốt, bởi vì chân mạng có lộc tồn. Đào Hồng là một người mà phải nói là người đàn ông tốt, đẹp, giỏi, nhưng tiền bạc là phá quân ngộ hóa lộc và
cái sự sinh hoạt trong cuộc đời nó đầy sóng gió, bởi vì thất sát ngộ thiên không, người này liều lĩnh và sóng gió. Sơ lược số mệnh là như thế. À, đến đây đèn đã chớp, chúng ta tạm ngưng trong giây lát và phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.